Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà từ nguồn kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ cho ba xã miền núi của huyện Vĩnh Linh, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống là Vĩnh Hà, Vĩnh Khê và Vĩnh Ô, mỗi xã 100 suất, mỗi suất 500 000 đồng. Trao 50 suất quà của cá nhân và gia đình cho 50 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Vĩnh Long, mỗi suất 500 000 đồng. Trao 200 suất quà cho 200 hộ dân ở xã Vĩnh Thủy, mỗi suất có trị giá 800 000 đồng. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Võ Văn Hưng nhấn mạnh. Nhân dịp xuân nhâm dần, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp nối vòng tay nhân ái, kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức cá nhân có lòng hào tâm và huy động nhiều nguồn lực để chăm lo Tết cho hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cũng như các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 đồng thời chỉ đạo các cấp ngành kịp thời trao quà của Đảng và Nhà nước cho gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với nước, các đối tượng bảo trợ xã hội và có các biện pháp hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mục tiêu đề ra là bằng mọi cách đảm bảo cho mọi nhà, mọi người ai cũng được ăn Tết vui vẻ. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền mặt trận có kế hoạch tổ chức cho nhân dân đón xuân vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và không được chủ quan, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Hưng đã đến chứng kiến lễ khánh thành trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Tịnh ở thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy, do công ty cổ phần gốm cao cấp Hạ Long ở cụm công nghiệp Hải Chánh hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng. Tại đây, cá nhân đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng cho gia đình 10 triệu đồng.